Xin mời ý kiến phát biểu của đại diện đoàn thanh niên. Kính thưa hội nghị, tôi cũng xin phép là có ý kiến sau. Tôi đại diện cho thế hệ trẻ là đoàn viên thanh niên của xã Khánh Thanh. Tôi lên án phản đối, lên tiếng phản đối cái việc làm cùng những ý kiến hành vi sai trái của hợp đồng năm. Và qua các cái tháng một cũng đáng mạng Facebook và mạng xã hội, cùng như bản thân tôi đã từng nghe những lời ráo giảng của những hợp đồng năm, nói xấu về đảng và nhà nước một cách thể chất bằng nền và ngày gắt. Và thông qua các lời nói của thanh và cũng như là phải thực hiện lên trên mạng Facebook. Và bản thân tôi thì cũng đã từng chứng kiến việc là Lý Phục Điền đang nhiều năm đã tổ chức các giáo dân con hen và cũng như là biểu tình. Và cùng thông qua các cái tám mạng Facebook đã đặt cho ta những cái hình ảnh đó là Lý Phục Điền nhiều năm đã tổ chức các giáo dân và đặc biệt là trẻ em để thắp nến, tức là cầu nguyện đối tượng phản động. Và ngoài ra thì từ khi về với giáo sư Lý Thánh cho đến nay thì Linh Mục Đàn Đường Nam đã ngăn cản giới trẻ giáo sư Lý Thánh là không cho tham gia vào các cái hoạt động mà do không các cái phong trào hoạt động do đoàn thanh niên cũng như là địa phương tổ chức, chính quyền địa phương tổ chức, và không cho tham gia vào các hoạt động mà hệ sức ngăn cản, ví dụ như các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, chủ đề các hoạt động thể dục thể thao, và không cho tham gia vào các hoạt động cả các em. Vì vậy đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền cũng như là nghĩa vụ của con người. Vì vậy bản thân tôi là kịch liệt phản đối việc làm và những hành vi sai trái của Linh Mục Đặng Hiếu Nam, và yêu cầu Linh Mục Đặng Hiếu Nam là dừng ngay những việc làm đó lại. Và tôi đại diện cho thế hệ trẻ đoàn thanh niên xã lên án là kịch liệt phản đối. Tôi xin hết ạ. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đại diện đoàn thanh niên. Xin mời ý kiến khác. Xin mời nhân dân chúng ta thoải mái. Ai có ý kiến chúng ta cử giơ tay đăng ký. Xin mời ý kiến khác. Vâng, xin mời ý kiến của bác. Tại đó tôi giao cho công an chỉ nói rằng
36 tuổi đang được là lấy ngô. Ông Nhan Định người Xuân Ngô nói như vậy để thấy rằng việc gì cũng có nhân quả. Ai dám mắng cụ được, tôi mà mắng cụ vô lý thì cụ phường bẻ răng tôi. Người ta mất đi rồi, bên nào cũng phải kiên cường chứ. Hay là người có đạo là muốn nói ai là nói, truyền lý của tình ông Bạch cho Nam đâu. Nhưng chỉ công nhận mày đạo thật, dám qua mặt Xuân Ngô 2018, tao đợi ngủ với anh tao, mặt anh, mặt anh. Nếu có nói gì quá lỗ thì phụ xuống ta bàn, và nói sai ta xin lỗi với nhau là được. Cụ thì phải đạp cho cụ và phải đưa cụ đi bệnh viện là trách nhiệm của mọi người. Và Xuân Ngô cũng chẳng ngại tổn sẵn, nổ máy là vụ đi ngay vào khoa tâm thần Nam Hà. Nếu uống thuốc thì phải là aminazin DAP liều cao, nọt trùng liều, bắt tay cụ, mong cụ mở mắt. Tôi đọc bài hiệu, alo, bài tặng công tâm. Ở Mỹ Khánh có thằng Cá Nam đã làm càn mà không biết tôi. Tôi biết phần thơ biết vội về cho giò mà bà con biết Xuân Ngô để thấy nó thì trói lại con. Bài thơ mang nhan đề tặng tập không biết rõ mày rồi. Ông Ngô biết bố, ông không biết bố mày đang hiểu gì lắm à. Có lẽ ngày sớm cùng phường quầy phá hại dân, mấy cùng là lưu ôm gà ôm vịt. Mầm mống ngày xưa gieo rắc hôm nay để chứng minh rằng cha nào có lợi. Mới thực là cha ăn mặn con phạt nước Nam ơi. Khi mày làm tao cảm thấy cô đơn, chứ chắc mày biết đó là phản dân hài nước. Băng cờ biểu nữ tin đáng làm gì, ai mới về ai tài trò như thế. Thành tích này đã có ngôi vị điểm đạt rồi. Năm 1963 về cạnh ách thay đâu vé ngựa à, anh em Ngô Đình Thục, Ngô Đình Ngũ, Ngô Đình Cần cùng tuyệt nòi. Mày đạo tích có bằng mấy thằng cha đó không? Cháu không điều tình làm mưa làm gió, giáo giảng sống mày làm toàn viên những bài gì? Cháu không hiểu lịch sự, ai khen mày học giỏi phải thấy phải là người không chửi bới, làm một vùng nào danh tiếng thơm lây. Khuyên con em kính Chúa yêu thầy, nhiệm vụ công dân nạp đủ hoài rau. Mày về đấy như gạch nghệ qua đào, làm lớn thề hệ thống trà nhà ta đó. Mày bày cho con yên lâu, bẩn chớ khỏi chó, không chịu làm nghĩa vụ công nhân, không cho con em mặc áo mặc quần. Họ làm việc, mày bảo thôi đi không làm nữa. Ai ngờ mày bảo thế là sai, rồi lại bảo chống luật này luật nọ. Bài giáo giảng của mày đáng thiếu, đã có đức tin thì phải có đức hy sinh. Chỉ hẹp hòi vò vỏ về mình, thế thì nói gì những con chiên ngoan đảo. Và mày cũng làm cá giả dối mà thôi, giả dối bớt giờ thì giờ, còn với của thì bảy rắn Nam ơi. Anh học thế nào mà bày liễu tình kế, làm người hầu cho Lê Đình Lượng Việt Tấn, hay là bị nó mua bằng đô la và ngoại tệ? Những thứ gì mua giả dối của Nam, làm con chiến sử mình cảnh ngoan tàn. Tòng tòng tòng, mày kích đồng xóm nàng. Tòng tòng tòng, tao biết rõ đầu quê là khuyên mày cúi đầu nhận tội, và cũng đừng lừa dối con chiến rửa tội. Mày không xứng, ai rửa cho mày Hà Nam? Làm cá mày chỉ là làm thằng đế tiền, đế tiền, đế tiền. Phản đối, phản đối, phản đối. Vâng, xin cảm ơn các anh chị đã đặt xin mời hội nghị chúng ta tiếp tục các ý kiến. Xin mời ý kiến khác. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, quá cả ý kiến phát biểu hết sức tâm huyết và sâu sắc của các ông bà đại diện cho các tổ chức đoàn thể và một số ý kiến của nhân dân,
trình bày tại hội nghị. Chúng ta càng phải rõ hơn bản chất và các hoạt động vi phạm pháp luật gây mất đoàn kết lương giáo trên địa bàn trong thời gian qua của linh mục Đoàn Thành Nam. Tại hội nghị này, các đoàn thể và quần chúng nhân dân đã thể hiện tinh thần đoàn kết, thẳng thắn đấu tranh lên án các hoạt động sai phạm của linh mục Đoàn Thành Nam. Mặc dù đã còn có rất nhiều ý kiến của nhiều người muốn phát biểu tại hội nghị, nhưng do thời gian có hạn nên bà con có thể gửi các ý kiến lại cho chúng tôi bằng văn bản. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm tập hợp lại những ý kiến phát biểu của bà con ở văn bản gửi lên các cấp chính quyền và tòa giám mục Giáo phận Vinh, Hội đồng Giám mục Việt Nam để họ có biện pháp xử lý và chấn chỉnh những hoạt động vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của linh mục Đoàn Thành Nam, trả lại sự bình yên cho xã Cái Thạch chúng ta. Cuối cùng, thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện đầy đủ của quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, và tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị tại đây. Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị sức khỏe, đoàn kết, thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn.